Wow, cả nhà biết cái này là cái gì không nè? Đố ở nhà đi, cả nhà đoán đúng không? Đoán đúng có thưởng nha mọi người. Cây này là cây thiên tế núi nha mọi người. Cây thiên tế núi. Đấy, hàng này có nghĩa là sao? Là được khai thác từ ở trên những cái vùng cao về và được giam ủ tại làng Hoa Sa Đéc. Thì cái mặt hàng này cả nhà có biết thích hợp cho trồng ở những cái vị trí nào trong khu vườn cũng như ngôi nhà của mình không? Em mách cho cả nhà biết là cả nhà thông thường sau khi xây dựng xong những cái ngôi biệt thự, những ngôi nhà xinh xắn á, thì cả nhà hay đắp một cái đồi. Cái đồi thì cả nhà lót với phần phía dưới là có thể là lót cỏ nhung nhực hoặc là cỏ lá gừng Thái. Rồi chúng ta trồng thêm một số những cái cây bụi nữa rất là dễ thương xinh xắn. Ví dụ như là cả nhà có thể trồng những cây là mai vạn phúc nè. Rồi cả nhà có thể trồng những cây dứa agao. Rồi cuối cùng là cả nhà điểm nhấn là em nó đây. Em nó là cây thiên tế núi nha cả nhà. Đó thì cả nhà có thể trồng một cái bụi ba cây tam tài. Cả nhà lựa ba cây có cái những cái độ cao thấp khác nhau để cả nhà trang trí cho cái đồi của mình. Thì đó là một cái giải pháp rất là đẹp và mang lại một không gian rất là tuyệt vời. Ở nhà hình dáng cây nó là thấy khác lạ và rất là thú vị đúng không nè. Đây là cây thiên tế núi nha mọi người. Hàng thì đã được giam ủ rồi. Thì nói chung là nó ok rồi đó. Nó sẽ không có bị chết nữa đâu. Tại vì đã được nhà vườn người ta giam ủ lại rồi. Thì ai muốn sở hữu cái cây thiên tế núi này có thể mà kết nối cho Hùng Thi. Và đặc biệt ngoài cái cây thiên tế núi này thì Hùng Thi còn cung cấp tất cả các loại cỏ thảm sân vườn như cỏ lá nhung nhật, cỏ lá gừng ta, cỏ lá gừng Thái và tất cả các loại cây phong thủy nội ngoại thất để trang trí cho khu vườn. Và đặc biệt là Hùng Thi còn cung cấp tất cả các cây xanh đô thị, cây che bóng mát, cây tạo cảnh quan, decor quán cà phê cũng như là khu biệt thự, khu du lịch. Cả nhà có băn khoăn về tất cả các lĩnh vực cách trồng hay cách chăm sóc thì cả nhà cứ nhắc máy lên kết nối với Hùng Thi ngay, thì sẽ có đội ngũ tư vấn cho chúng ta đến khi nào chúng ta cảm thấy ưng ý, hài lòng và chúng ta sẽ triển khai mua hàng của Hùng Thi nha. Đấy, rất là tuyệt vời cả nhà. Và em đây là Nguyễn Ngọc Hùng, chủ cơ sở Hoa Kiển Hùng Thi, chủ khu du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi ở làng Hoa Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Rất vui và mong có cơ hội được phục vụ cô chú anh chị và các bạn nhé.